Xin chào tất cả các bác đến với kênh tiếp theo của em. Hôm nay tiếp tục em series em ra một cái nghĩa trang tùm và độc lạ, quái dị nhất ở các khu nghĩa địa, tùm và đáng sợ nhất. Tùm nó các bác, em sẽ quay cho các bác xem. Các bác thấy hay ủng hộ like và đăng ký kênh cho em nha. Đây các bác ơi, một nghĩa trang này. Đây này. Khu nghĩa trang rất chi là tùm luôn. Những ngôi mộ toàn cây cỏ, toàn thấy cây cỏ bao phủ mấy cái gai nhiều. Đây các bác, sẽ tiến vào quay cho các bác xem những ngôi mộ toàn phủ những cây cỏ mấy cái gai bao phủ hết luôn này. Những cây có mọc hết lên cả, bao phủ hết luôn này. Đó, bên kia có tổ ong luôn kìa. Bảo phủ hết luôn. Bảo phủ hết rồi. Toàn em thấy toàn nghĩa trang này, thấy toàn cổ với cổ bao phủ hết cả những ngôi mộ. Nghĩa trang toàn thấy cổ và cổ không á. Đi toàn thấy cổ cả cổ. Toàn thấy cổ cả cổ. Cổ cả cổ không ạ. Bỏ phủ hết rồi đâu. Ôi tùm. Ôi tùm hết. Chàng đây. Sợ thật đấy, nhiều cây nó bao phủ hết lên trên, bao phủ hết trên mộ rồi đâu. Bao phủ hết. Nhiều cây cây bao phủ hết trên ngôi mộ. Mỗi một tổ ong này.
Một phần cây gì mà nhiều quả màu lạ chứ này. Cái gì đấy, quả màu lạ đây. Quả lạ, quả gì đây, quả gì mà lạ chưa biết nhớt. Cây quả gì đấy mà hồng rụng. Cái gì đấy mà người nhỉ. Cây gì, quả gì màu đỏ đỏ hết cây luôn. Họ xung quanh hết cây luôn. Đỏ hết cây luôn. Tùm. Để chả tùm thế đấy các bạn. Ngoài mộ có một cái tổ ong. Ở mũi nó có một cái tổ ong. Sợ lo. Không dám vào gần đâu. Sợ nó cả đốt chết. Đây, ngoài mũi. Đây, ngoài mũi. Cầy bỏ hết lên mũi. Kỳ nó tù. Cái nó ung tùm và đáng sợ. Ngồi mộ có cái gì này. Ok, tù. Trong cái đi vào trong cái tù. Để chờ quay những cái thước phim mà hay cho các bác xem đi vào trong khu này tùm này. Thế em chỉ sợ những con rắn ấy, nó phải khổ các bạn, đớp với cái khổ lắm các bạn. Nhưng mà về cái thước phim hay cho các bác xem và các bác mong các bác ủng hộ em và đăng ký kênh cho em nhé. Tùm. Bây giờ tùm thấy các bạn.
Em kim thêu. Trần kim thêu. Cơ quan kim động. Nguyên Dương 18 tuổi. 65. Những nhiều sao nhiều người chết trẻ. Nhiều người chết trẻ. Và nhiều người chết trẻ, nhiều người chết già. Cái xảy ra ngồi mộ kiến nó bảo tỏa ngồi này. Ngồi mộ nó có tỏa ngồi này. Sẽ lập hồ. Mới thắp hương, mới thắp hương. Mới thắp hương. Úi trời, thắp hương đấy. Trên thắp hương. Em kết thúc video rồi đây. Em rất mong các bác ủng hộ em và đăng ký kênh cho em nhé. Rồi, em xin chào tất cả các bác.